Thi, qua đây, qua đi đứng. À, dạ chú ba, à, hôm nay con dẫn thằng bạn của con đi qua hỏi cưới con gái chú. Dạ, chứ không phải là tụi bay nghe là lấy con gái tao về làm rể nhà này thì được chia nửa tài sản hả? Dạ đúng rồi, cả dạ, nguyên cái chợ đó. Phải. Từ cha sinh mẹ đẻ giờ tao mới thấy là bạn dẫn bạn đi hỏi vợ đấy. Cái ba má tụi mày đâu? À, dạ ba của bạn con đang ở nhà canh mấy hũ vàng chú ba. Mày khùng hả? Vàng làm canh mày khùng. Có. Có. À, dạ có. Nhà có vàng. Dạ. Có. Được rồi. Thế... thằng này đây à? Dạ đúng rồi dạ. Chú ba. Đi hỏi vợ mà mày hỗn thế. Con đâu có nói gì đâu hổng. Mày phải đứng dậy mày trả lời đàng hoàng chứ. Dạ chú ba ơi, bạn con nó đang đứng đó chú ba. Con đang đứng mà. Thằng tướng thằng này trông cao nhỉ? Dạ đúng rồi, dạ đúng. Con cao hơn so với mấy đứa mà nó học khác lớp con. Tướng thằng này vuông ấy chứ? Dạ. Tại vì tía gọi tía. Tía hả? Tía. Dạ tại vì tía chưa gặp mẹ con á, tía mà gặp mẹ con chắc tía thương lắm á. Ừ. Tại mẹ con tròn mẫm mà dễ thương lắm. Đúng rồi, dạ. Cho nên mới gọi là mẹ tròn con vuông. Dạ, trời ơi, dạ. Biết luôn. Tía hay quá à. Tại vì hồi đó lúc mới đẻ con ra cái ở trong hẻm á, người ta ai cũng thích hết trơn á. Khi mấy người đó người ta nói là chúc mừng mẹ tròn con vuông á. Dạ. Mà gia đình đẹp. Dạ, thế cho dạ. Nên là con vuông thì mẹ mới tròn. Dạ đẹp dạ. Đều á. Dạ. Dạ. À, tại sao tôi nhìn cái tướng mày như là tướng đá gà thế? Trời ơi sao tớ biết cái. Ủa sao dạ. Có nói hả? Nói đâu không hả? Có đá gà. Dạ chú ba, không phải, thằng bạn của con á là nhà nó có nguyên một cái trang trại gà lớn lắm chú ba. Trại dài, trại dài nguyên một cái mấy hecta luôn á chú ba. Này. Mày có thích tao lấy cả hũ vàng ra chọi chết gà như nó. Dạ. Trại gà là cái gì? Cái này là coi thường tao này. Không, bây giờ để con nói chú người ta không kêu tía. Không, tại vì tao đừng có coi thường tao có vậy. Mặc dù là con chơi đá gà thiệt nhưng mà con có cái sĩ diện của cái thằng đá gà. Tại vì bây giờ chú đừng coi thường con, nói về gà là cỡ nào con tiếp chú được hết trơn á. Nè chú muốn nói về loại gà nào? Nè gà tre nè, gà nhạn nè, gà điều nè, gà ô nè, cái gì cũng thích. Gọi tía. Thôi. Dạ. Đi vào việc chính. À, dạ. Việc chính là việc gì em? Cái hỏi vợ. À quên. À. Mày thích làm rể nhà này hả? Dạ không có thích, tại bạn con nó suối. Trời. À dạ tại con thích con gái của tía. Tía dạ. Chứ nghe lọt lỗ tai. Dạ. Tao đã nói là tao không muốn lấy vợ mà mày cứ ép tao hoài. Châm trà con. Dạ tía. Nợ là mày nhiều hơn tao. Hai đứa cũng nợ với nhau. Không, đừng mẹ lấy, tao không thích lấy đâu. Tao chỉ thấy nó đẹp quá đi. Em chào hai anh. Đẹp quá đi tôi, trời ơi. Là... nhà này là có phép có tắc. Dạ đẹp quá à. Mày làm cái gì vậy? Đẹp lịch sử. Cái tên lịch sử mà. Hai bún trà. Cảm ơn em. Ôi chập. Mình đợi gì vợ đó tía ơi. Tía ơi vợ đẹp quá. Tía cho con cưới về luôn đi, khỏi làm thủ tục rườm rà quá nha tía. Này mày làm tao như là con gà xong mày cứ bắt tao cổ cứ phải gật gật thế à? Đâu có, nếu mà là con gà là phải vô nước rồi còn vỗ cái cổ. Không phải ý vậy đâu chú ba, tại bạn con á kiểu nó quan tâm chú, coi chú như là tía trong nhà chú dạ. Ba. Tức là chăm sóc hả? Dạ. Thằng này được. Dạ. Thằng này được. Dạ để con dẫn vợ con về, con cảm ơn tía. Rồi. Từ sao từ. Cho mày nói kêu tao lấy vợ rồi. Từ từ, cái gì cũng phải từ từ. Đây là con chị nó. Dạ đúng. Dạ. Vậy mai em theo chồng rồi ạ. À. Ủa vậy không phải vợ mà là chị vợ. Hai đứa như nhau.
vậy là song sinh hả? Đúng rồi. Dạ em chào chị hai. Còn Dưỡng Ba đây tắt. Là một thanh niên tắt. Có học thức lại muốn gặp vợ. Vợ hiền. Hát nghe hay nhỉ. Dạ. Ờ, vậy chờ ở đây chút. Chị vô, chị gọi em Xuân ra nha. Cảm ơn chị hai, con cảm ơn tía. Trời ơi. Nhìn chị... thôi nhưng mà cũng đáng yêu đau phết. Dạ, dạ. Tía, chị hai mà đẹp vậy, chắc em còn đẹp bá cháy bù chét nữa. Ê, tao bắt đầu tao thích lấy vợ rồi đó. Tía, tía vậy hồi nãy chị hai là tên Xuân á, tía vậy còn cái bé vợ con là tên gì vậy tía? Tên là Xuân Thì. Ôi ôi. Hai đứa nó như nhau. À vậy là Xuân chị, Xuân em. Đúng rồi. Đẹp. Đẹp chứ, trời muốn nghĩ sao vậy? Nhìn là biết rồi. Xuân ơi. Tía ơi sao đâu? Trà con. Dạ. Giảng giống chị nha. Trời ơi. Tao khoái bạo lực vậy đó. Cô da nhột. Nhột. Thế nào? Xuân thích giỡn quá. Dạ. Thế nào? Dạ. Chốt thế nhỉ? Dạ. Nếu mà không chốt thì lại bê hàng về. Dạ chốt. Tao cưới mày cưới. Chốt đơn giùm mày. À chốt đúng rồi, quên cưới vợ là cô Tam mà đúng không? À dạ tiếc chứ con đồng ý lấy Xuân làm vợ. Dạ. Tao thấy mày rất nhiệt tình. Dạ. Thằng rất giỏi giang. Dạ. Nhiệt tình đây bác đồng ý. Dạ. Nếu mà mình không đồng ý thì gọi là ông già chơi không đẹp. Dạ, dạ. Cái này... Cho nên là tao mới chốt mày làm rể nhà này. Dạ, dạ. Con cảm ơn tía. Tía mà làm vậy hả? Là người đời người ta nói là tía chơi dơ đó tía. Hả? Đúng rồi, tụi bay hay nói chơi dơ là đúng. Không có nói. Dạ, không nói được hả? Ừ. Dạ, con cảm ơn tía. Vậy cho phép con được rước Xuân về. Dạ. Tao bối rối quá à. Chị đẹp chắc chắn là em cũng sẽ đẹp đúng không? Đúng rồi, đẹp lắm. Xuân ơi. Tí ơi, tí. Tỉnh lại tí ơi. Tỉnh ơi, tí. Tỉnh, tỉnh. Tỉnh lại. Xuân đẹp. Tí ơi, tỉnh lại tí ơi. Đây là Xuân em. Ở nhà thường gọi là Xuân mẹ. Vì ngày xưa má nó mang bầu ấy, đêm nào má nó cũng nằm mơ thấy công chúa và phù thủy. Dạ. Cho nên là mới có Xuân em. Tía ơi, đón Xuân này, tự nhiên con lại nhớ Xuân kia. Tí ơi, Ôi rồi, không sao. Nó lại sốc kệ nó. Như vậy là hàng đã đi là không có về. Như thế là đơn đã chốt. Trời đất ơi, tao nói mày bao nhiêu lần rồi. Đừng có ăn nhiều quá, chị gọi ôi. Mày đâu hiểu được tâm trạng của mày. Trời đất ơi, trời ơi. Tao ăn nhiều hồi đó giờ mày biết. Mà nãy mỗi lần tao ăn xong cái nó chạy ra cái nhìn tao cái. Trời đất ơi, tao lại mày đi ra đây, mày ra đây. Tao nói cho mày, tao lại mày. Mày làm ơn mày chịu khó mày lấy nó giùm cái được không? Trời ơi. Mày à, bây giờ tao biết cái bản mặt mày, mày tính toán trong đầu mày ớt rồi. Chỉ vì mày thiếu nợ tao với mày mà mày thiếu gì hơn tao. Bây giờ mày gán tao, mày đem gã tao qua bên còn yêu tình. Tại sao mày lại có thể đưa tao vào làm rể cái gia đình của cái con trai? Mày đi ra đây, tao nói mày nghe. Mày nghĩ sao vậy? Mày có vợ mày sướng, tao cũng có vợ rồi, không lẽ giờ tao đi phải lấy vợ nữa? Mà nè, tao với mày cờ bạc chung, mày cũng thiếu đồng thiếu đủ như tao, sung sướng thì mày cũng la làng lên, rồi bây giờ thua thì mày đổ qua bên đầu tao lần sau. Tao đổ vô đầu mẹ đầu. Thì bây giờ mày là anh em tốt, và anh em tốt rồi mày phải giúp đỡ chứ trời. Mày nghĩ sao mày cho tao đi lấy một cái con nhỏ, cái tướng của nó hả? Trời ơi là trời, giống như xe lu mà nó ủi ba ngày. Ủa? Đẹp lép vậy nè. Mày nghĩ sao nè, tao nói cho mày biết, bây giờ hết xe lu, xe hàng, xe gì cũng đổi được hết. Thời buổi bây giờ nè,
khoa học này kia người ta phát triển lắm, kỹ thuật người ta phát triển, bây giờ có tiền là làm được hết. Mày thấy cái mặt nó chưa, tại sao tao cái mặt của nó trời ơi là trời, mụn nào mụn đấy, nó xì mũ lên, tao nhìn tới đó tao tưởng trời ơi. Mày nhắm mắt lại, mày đừng có tưởng tượng, mày trước mặt đó mày tưởng tượng là một cái bánh xèo hay một cái gì đó, mày chuẩn bị ăn đi. Trời ơi mày ăn đi, tại sao mày không ăn đi, mày kêu tao ăn gì? Thì tao có vợ rồi sao tao ăn nè, tao nói mày nghe, nhà nó có tiền, mà có tiền bây giờ là phẫu thuật thẩm mỹ đúng không? Lên Sài Gòn phẫu thuật thẩm mỹ nè, cái mặt nó biến thành một cái mặt khác, lo gì có mấy một mụn. Thôi ơi mày đừng có nói chuyện cái câu đó. Mày tự nhiên mày đẩy tao vô nhà người ta giàu kệ người ta, tự nhiên mày đẩy tao về chắc khác nào tao đi cái lường gạt người ta à? Không yêu thương mà đi ra đầu mỏ ta. Tao nợ nhưng mà tao vẫn có cái sĩ diện của thằng nợ chứ. Nhưng mà mình là anh em chí cốt mà. Tí vậy. Nhưng tao nói mày là bây giờ nó có tiền, nó giúp hai anh em mình. Còn không bây giờ nè ha, nợ nó tới nơi nè, tao chết mày chết luôn. Không, mày lấy đi. Trời ơi, nó đã xấu mà nó có nói chuyện vô duyên nữa là tao chịu nổi. Cái này gọi là vô duyên thù. Bây giờ nói chung là có tiền là lắp được hết tất cả, mày lo làm chi mấy cái đó. Không, tao không lấy, mày lấy đi. Làm sao mà tao lấy được nè. Trời ơi, hai thằng đó trốn đâu rồi? Trời ơi, chưa lấy được vợ mà. Thôi, tao đâu? Trời ơi, tụi bay trốn tao hả? Nợ 500 triệu hết gì? Tụi bay nghĩ là trốn được tao đúng không? Đi, tại em đâu rồi? Trời ơi. Đó, bây giờ á, nợ nó dí tới nơi rồi đó. Thiếu ai không thiếu, mày kêu tao đi thiếu nợ thằng ba gà. Tao không biết gì đâu, bây giờ á, tao chạy trước đây. Mày mà không lo lấy á, là chết hai đứa đó. Mày chạy trước. Đang có hạn mà mày chơi mày bỏ bạn, đúng là thằng khốn nạn à. Giờ tôi sao lại trời, tự nhiên đang trai thân cưới vợ đẹp không được, phải cưới một cái con dòm trời ơi. Tía ơi con, trời ơi con ơi, con làm ơn con lẹ lẹ em Tú nghe con. Nè tối rồi nè. Trời đất ơi, đây tới rồi đó, nhà tôi đó. Đợi chút xíu tôi kêu tí. Có gì đâu mà giờ. Công nhận nhà anh nghèo thiệt á. Là khỏi cần mà nói câu đó. Thấy không? Là bản thân bà đi từ xa là bà đã càm ràm là biết nhà tôi nghèo rồi. Bà qua đây bà đứng nè, qua đây. Qua đây, bà là vợ tôi mà. Qua đây. Trời đất ơi tôi dặn rồi, có đi á à có cách xa đó cũng vừa phải thôi. Trời đất ơi nghĩ sao tôi đi rước cô từ hồi lúc tờ mờ sáng mà đi tới giờ này mới về tới đây mà ra mắt ông tí chồng rồi ổng ngủ rồi bà ra mắt ai. Ủa anh mắc cười quá, anh nói tôi là cách xa anh 5 mét, tôi cách xa anh 5 mét muốn gì nữa. Bà đó kiểu bà cố ý á, bà cách xa gần cả mười mấy mét chứ không phải 5 mét, mà đi mà kiểu như vậy nè, như kiểu hoàng trong cách cách vậy vậy nè, là làm sao mà tới hả? Trời ơi cái chân tôi ngắn mà bà vừa phải rồi chứ. Nè tôi nói thiệt nha, chút xíu nữa là làm ơn gặp tía tôi á, ăn nói sao cho đàng hoàng chút xíu, đâu có nói sao cho tôi coi được coi. Ví dụ giờ tía tôi ra nè, tía tôi không có thấy đường, thấy không? Không thấy đường hả? Ờ, thì tía tôi đi ra là đâu sao chào coi. Dạ, con chào bố chồng. Ủa sao? Tôi tập y chang trong phim luôn á. Cái gì vậy? Sao nãy trước khi qua đây không chịu mua tô bò viên ăn cho nó có duyên chút? Hả? Trời ơi là trời, vậy thôi, nó nghe nè, nếu như mà đã không có nói chuyện mà ăn nói mà không có duyên á thì một xíu nữa gặp tía tôi làm ơn làm coi như là bị câm. Bị câm không nói gì hết nha, câm đơ luôn, hiểu chưa? Được rồi, tôi không nói gì hết, vậy tôi làm cái gì? Đứng đó thôi hả? Làm vợ tôi và im lặng không nói gì hết nè. Nó nghe tập trước đi, làm vợ là phải đứng kế bên đây, gặp tía cứ im lặng. Cứ tôi dịch cha, hiểu rồi sao nói gì chứ bây giờ mà nói chuyện không có duyên. Bà mở miệng ra một cái là cái gì là tí tôi mà nghe cái kể gì là ông chắc ông sáng mắt luôn á. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Khổ ghê, tôi muốn gì sao? Ê tao nghe nè, bộ nhà em giàu lắm hả? Nhà tôi giàu ai mà không biết, nguyên cái huyện này biết nhà tôi giàu luôn á. À biết rồi, nhưng mà giờ á là tía có tía của cô có tâm sự gì với cô không? Thí dụ như là hai đứa mình bây giờ nó nghe nè, hai mình là chuẩn bị là vợ chồng rồi, cho nên là đừng có giấu nhau gì nha. Ừ. Hứa đi. Hứa.
Tía có hứa với lại cô là thí dụ như hai mình lấy nhau xong cái tía có cho gia sản mà tài sản đó đó nó tầm cỡ khoảng bao nhiêu, ước đoán khoảng nhiêu biết không? À, ý là anh muốn biết. Thí dụ như cho khoảng bao nhiêu lượng vàng nữa, thí dụ vậy á. Tía hứa với tôi là khoảng nhiêu đây nè. Trời ơi, cái à, cái dạ con đường giao chân trai ký về phải không con? Dạ. Ký chào giao chân trai. Ký chào con. Dạ tía. Tía con tưởng là tía ngủ rồi. Dạ con dẫn vợ con về rồi tía. Dạ dạ tía tía ngồi đây, tía ngồi đây. Được rồi con, được rồi con. Tía còn coi từ. Dạ. Con vô. Cái gì vậy? Trời ơi. Dạ. Dạ. Cấm đơn mà. Con lỗi hồi nào đi má. Chào tía. Mày nói rồi đó, tía mắt không thấy á. Dạ, tía con thấy là hình như mắt tía không thấy đường đúng không tía? Dầu tía thấy không, mới nhìn cái là biết tía không thấy đường, tía kia biết khí lụ khụ, con sợ về đây làm dâu tía hiểu không? Hay trên trế tía thấy cái đó trên trế. Anh cưới tôi để về chăm tía anh cái gì? Đó trên trái đó con. Dạ. Tía ơi, dạ đây là vợ. Không cần giới thiệu, tía dạ. Biết rồi, đây là cháu Xuân, con của anh Ba Đông, cháu ngoại của chị Trương Hạ mà. Dạ. Con giao Xuân đây. Dạ. Con có thể đưa mặt lên cho chú chồng ngó nhan sắc con cái được không con? Ôi tưởng gì dạ. Trước này tôi tự tin lắm. Trời ơi. Được rồi con, được rồi con. Dạ tía. Rồi, được tía coi. Cho cầm ới tía ơi, ới tới tía. Đứng ở đây có dạ vợ con có đem này cho tía nè. Trời ơi hên ghê thiệt. Đây là tía hít dùng cái. Ấn tượng đó. Trời ơi vẻ đẹp của tôi lan tỏa ghê chưa? Không phải. Ấn tượng là con biết mỗi lần con gặp tía là cái nhan sắc con làm tía xỉu lên xỉu xuống. Cho nên là con đem hai ba chai dầu đúng vậy không? Hai ba chai dầu rớt cái đất kìa. Dạ con mới lụm. Tía chịu. Con bé này được. Tía ơi, bộ tía thấy đường hả? Không có, tía có thằng giao cách cảm giống con. Trời ơi. Nó mới bước vô nó biết nhà mình nghèo rất buồn trời. Biết ra không thấy được. Nè tía ơi, con trả cái nhan sắc của vợ con cho tía nghe coi. Ủa sao tía nói tía cảm nhận tía biết mà kêu con trả chị? Không, cái gì hình dáng là không cảm nhận được. Hình dáng là phải trả. Dạ. Làm con tưởng nó nhan sắc của vợ con làm cho tía sáng mắt được chứ. Không có. Dạ đây, dạ vợ con. Xuân. Cái gì đó con? Dạ con ho. Dạ tía. Vợ con mặt mày sáng sủa, da trắng mịn màng như ngọc trinh, chân dài tới nách, nách dài ngang chân, ngực nở mông to. Nói chung là hoàn hảo tía. Chứ mừng chịu. Sau này cháu nội tía là ngon lành, cao ráo không giống cha nó được. Là được hả tía? Được chứ tía chịu. Vậy là tía đồng ý hả tía? Tía đồng ý. Nhưng mà tôi không có chịu. Cái gì? Anh đi tìm người mà anh tả giống nãy đi. Ê có Xuân. Trời ơi. Bể củi, bể lọ của ta chắc trời. Không phải hàng lại. Dạ. Tía chuyện con nhỏ này. Tía chuyện con. Có tính lo xa. Dạ. Thì nó tới đây nó biết tía xỉu là gì xuống nó lấy hai ba chị giàu. Tía chịu. Vĩnh biệt tía. Vĩnh biệt tía. Con cha cho nó người tía ơi. Trời ơi là trời, cũng chết cũng khó nữa. Trời sao cuộc đời chúng đen thì bỏng cho mất với trời. Khốn nạn quá. Trời bây giờ tôi cần một sự trợ giúp. Chỉ có thằng Tèo là thân tình với tôi thôi. Tèo ơi, mày đâu rồi? Tèo, mày là bạn khốn nạn. Tao mà thành ma, tao sẽ về tao bóp cổ mày cho mày xấu. Cho mày xấu rồi tao luôn, Tèo ơi. Là trời ơi, trời ơi, trời ơi, điện tí kìa. Trời ơi, anh ba. Cảm ơn sự khô mặt của anh ba. Anh ba hỗ trợ giùm em. Cho em treo cái cổ vô đây giùm đi. Mày lùng mấy cái nào mày. Dạ. Thôi. Qua đây mày. Dạ. Anh ba. Mày làm gì vậy? Anh cho em chết đi chứ cuộc đời em ở đây thì chú mặt. Bây giờ cái con nhỏ xấu nhất của quyển mà nó còn chê em vậy em sống để làm gì? Đến mày, đến mày. Quá bập. Chết đi mày. Dạ. Mày chưa có trả nợ cho tao mà mày chết hả? Dạ. Tao nói cho mày nghe nè.
đàn em của tao á, dạ, là canh ở nhà mày. Hả? Sẽ treo ngực ba của mày lên giống như tụi tao treo mày ở đây nếu tụi mày không trả nợ cho tao á, mày biết không? Dạ biết. Dạ, nè 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 mập, trước khi mày muốn chết á, đề nghị mày trả hết cái nợ mà mày cờ bạc cá độ. Ủa mày định xuống Diêm Vương mày làm con ma nợ hả? Dạ không có đâu. Ủa mà cái nợ này đâu phải của mình em đâu, có chung của một cô hồn này nó mà, sao tự nhiên bắt của mình em là sao, vô lý quá. Vậy là bây giờ mày gánh cho nó đúng không? Ờ, trả dạ, thì thằng nào lùng thằng đó trả. Mày bớt giỡn đi tao. Mày mới bớt giỡn, mày nhón cũng không cao được hơn nhiều á. Nhưng mà cái vậy là mày gánh. Đâu có, anh ba nói gì sai. Anh ba nghĩ coi, thường là đứa nào cao là phải gánh cho thằng lùng chứ. Lý. Dạ. Vậy là mày gánh. À, anh ba ơi, anh ba ơi, anh ba tha cho em. Ủa nghe mày. Cái áo đẹp quá vậy gánh anh ba. Áo vậy đẹp hả mày? Em biết rồi. À mua mắt lắm mày. Cái áo này mua ngoài chỗ bà Sáu đúng không? Áo này áo Sida nè. Mày. Tao đã định bỏ qua mày, thấy mày khen áo đẹp định xử thằng lùng này. Mày khai cái áo Sida. Tụi bay còn chưa thấy bên trong cái lớp áo Sida đó là cả một tinh túy. Hả? Nó có tinh túy luôn hả? Đỡ nghe nghe, thằng nào chạy là tao chém luôn á. Sợ cho anh coi cái, em không chạy đâu. Hey! Ghê quá. Hey! Hey! Ghê quá. Hey! 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 Wow! Hey! Ôi tinh túy quá, nó còn đỏ nè. Hey! Ở trên. Ôi trời ơi, dễ thương quá đi à. Mèo mai thông minh đáng yêu ghê. Đồ ghê lên. Anh không thích em hát bài đó hả? Em không hát bài đó nữa đâu. Không phải. Dạ. Anh thì ra. Hả? Mày là đồng tượng với tao. Đâu có. Anh ba đừng có nói gì, em đâu có tiền đâu. Làm sao mà đồng tượng, làm sao em nuôi voi được. Em không biết. Mày nỡ mày còn ngu nữa. Tao nói đồng tượng ở đây á. Dạ. Tao với mày cùng chung một thần tượng. Ủa thần tượng đâu? Thần tượng đâu? Đây. Đây hả? Ừ. Mèo mai thông minh đáng yêu ghê. Đồ để em mòn. Đại ca. Cười lên các ơi, vỗ tay coi. Dạ. Yeah. Trời ơi em mê lắm, em là tí mà. Rồi. Em là tí là tụi tí, nhưng mà em thay vì tí là phải sợ con mèo. Còn em là tí là em hâm mộ mèo, nhất là con mèo này là. Đâu, mày sợ con mèo cũng đúng, tao là tưởng mèo mà. À vậy hả? Em sợ tao hả? Đâu có sợ chứ, giận hoài. Ủa đáng lý là hả, anh ba phải là da trai em mới đúng á. Vậy ai là Suka? Suka, đúng rồi, mình phải tìm Suka. Mà Suka đâu? Suka đâu? Suka đâu? Suka. Không lẽ Suka đây? Ôi Suka. Ôi. Đang cao hứng mà. Ủa tụi bay cười ý là tụi bay nói tao xấu không, không có đẹp như Suka đúng không? Anh ba cái thằng này, mày đi đòi nợ với tao mà mày hùa với tụi nó, mày cười tao. Mày trả nợ cho tụi nó luôn đi. Quay hả? Dạ. Bị mày. Dạ. Nhẹ nhẹ tay em đọc em. Bỏ qua cái vụ đồng tượng đi. Mày nữa. Nợ vẫn phải trả. Trả xong nợ tao mời mày nhậu sao ha? Dạ. Vẫn mày trả nợ. Bây giờ mày có trả không? Dạ đại ca. Cái gì? Buồn ra. Ai vậy? Cô là ai? Tao là vợ của tí. Ghê chứ mày, hít chó chung. Ủa nó nghe, khoan từ từ. Cái vụ này nó hơi bị kỳ, em xin lỗi anh ba. Ủa rốt cuộc là ai là vợ hả? Đi ra cho người lớn làm việc. Ủa tao nè, mày tới đây trả nợ cho nó thì được, không trả nợ tao xử mày luôn. Mày xử không? Mày dám xử không? Trời ơi gì vậy, ghê quá. Anh vợ mày dữ quá. Dạ, đây là hả? Mày biết đây là gì không? Dạ, má ơi. Muốn lấy không? Dạ, đúng rồi. Nhà. Tí nợ bao nhiêu, tao trả gấp đôi. Hả? Wow. Dạ, đúng rồi. Nhà vợ em á là vàng mà đem ra chọi gà được luôn á. Thằng Tèo nợ bao nhiêu? Dạ, thiệt má ơi. Ủa, trả luôn cho thằng Tèo hả? Em. Trả luôn cho anh Tèo hả? Chứ còn gì nữa? Trời ơi. Nhà em giàu mà. Trời đất ơi. Có cần em thối không? Lý tiểu nữ của tao không cần thối. Hay cho. Biết. Anh Tí, cảm ơn chị. Cảm ơn chị nha. Ủa xí, tiền dư. Rồi cần gì dư nữa? Nhà mình giàu mà. Ủa vậy? Ủa nhà mình là sao? Là tụi mình sắp thành vợ chồng đó. Ê.
xuất thân vợ chồng thiệt hả? Em không chê anh hả? Chê gì mà chê. Anh phải đi theo em đi, đừng có đi chơi với mấy đứa đó nữa, biết chưa? Dạ biết rồi vợ. Nó nghe nè, bây giờ để anh cổng vợ về ra mắt hai bên nha, được không? Được. À, dạ hả? Dạ. Mời lấy trời. Vợ chồng anh tí cho em theo với. Theo. Lên mày. Lên. Chú ba, dừng lại. Dừng gấp, tóc xài xuống, bước xuống. Nhanh lên. Ê, mày làm gì? Giống mấy người giao thông quá mày. Có chuyện quan trọng kể cho chú nè. Mày gặp lại tao gấp quan trọng quá trời. Trời ơi, tại có chuyện quan trọng mà đâu phải liên quan con đâu. Liên quan tới ai? Liên quan đến chú. Chú sao vậy? Trời ơi, mỗi lần nó liên quan cái tôi là cái túi tôi giật rồi trời. Sợ quá, đừng có nói mượn tiền nữa nghe ba. Có, cái chuyện này liên quan đến chú mà ai nghĩ đâu mượn tiền. Chuyện liên quan là gì? Tương lai vận mệnh sự nghiệp của chú luôn đó. Hú hồn. Hồn đó hả? Gì hồn? Quá, tương lai tao sự nghiệp tao là cái gì? Lúc nãy con đi ngoài bờ kênh nha, gặp bé Hạnh. Hạnh kể chuyện gì Tư cho nghe hết trơn rồi. Hả? Vì Tư có đối tượng, mà đối tượng này nặng ký nha. Được cái xạo vậy. Gì vậy? Mà Tư làm gì có đối tượng? Trời ơi, có đối tượng rồi. Chú chuẩn bị cho ra rìa rồi. Mình nói thiệt hả? Thiệt mà, dốc chú làm chi? Thằng nào vậy ta? Con chỉ biết là đối tượng đó nặng ký thôi. À, tao biết rồi. Thằng Hai Thành chứ không ai hết. Hay quá chú ơi, nói cái là biết liền luôn. Sao để mày không nói đâu luôn đi. Xạo, thằng Hai Thành nó với bà sao? Mày nói tao nghe coi. Trời ơi, chuyện đó là chuyện người lớn với lại con nhỏ. Con lo việc nhỏ đâu lo được mấy chuyện đó đâu. Vậy cái đứa báo cáo tao gì? Thì... ý rồi muốn gì? Thì thường thói quen cũ, có chuyện gì là lúc nào chú cũng báo tin. Tao hiểu rồi. Tiền hổm mượn chưa trả nghe con. Muốn nữa hả? Không có đâu. Được cái vụ của tao nghe. Đó, quên cái vụ tiền. Vậy chú thư cái tiền đó cho con, từ từ con trả. Thư thì được. Dạ. Chứ con mượn nữa nha. Ừ. Bây giờ con báo tin nha. À sao? Chú phải tranh thủ lo liền đi. Chăm sóc dì Tư, lo lắng cho dì Tư. Nếu không là chú bị cho ra rìa. Cái ghế dưỡng ấp của chú chuẩn bị đó. Bị luôn, đi luôn. Ý mày sao? Trời ơi, bây giờ phải o bế dì Tư nè. Quan tâm dì Tư nè. Phải tìm hiểu dì Tư muốn cái gì. Mày muốn gì? Tự nhiên hỏi con. À, quên. Mày thấy bà Tư bả muốn gì? Dì Tư hả? Đơn giản lắm. Dì Tư cũng chỉ là phụ nữ. Mà phụ nữ muốn gì? Muốn gì? Quà. Rồi tốn tiền nữa. Mày má chửi con hoài nha. Má chửi con nào. Ngồi xuống đi. Con để ý á, má hay thích chửi con lắm á. Mỗi lần con má cái là má mày à. Thì mày kêu má thì má phải kêu lại mày. Mà mày biết má hay liệu mà mày cứ làm má giật mình hoài à. Nãy giờ mày đi tới đi lui nào, má không hay. Má nói. Dạo này á, con thấy chú Hai Thành á, hay qua quán mình nhiều lắm nha. Mà có khi hả là chú ở cả buổi luôn á, mà hồi trước đâu có đâu. Thì chắc chả rảnh, với lại nhiều khi công chuyện ở trên kia nó ít. Không nha. Con thấy giống như là chú có tình ý với má. Đúng không? Nít nồi để ý gì cái chuyện người lớn mày kỳ cục mày. Lao không. Trời ơi, mà má của con dạo này hả? Hot lắm chứ bộ. Đúng không rồi. Phải một người đâu nha. Còn chú ba nữa. Tại vì bay nói vậy ta nghe ta dị nghị con. Chú Hai á với lại chú ba thì trưởng ấp mà, phó ấp mà, nên quan tâm tới đời sống của người dân, mà mình là người dân sống trong ấp. Với lại cái chỗ mình đâu phải là nhà riêng gì đâu, mình là quán xá. Nên người ta ghé, người ta ăn uống, rồi người ta cũng nhìn hàng xóm, rồi người ta nhìn cuộc sống á, hiểu không? Mày kỳ quá con à. Con thấy hai chú đó có nhìn cuộc sống đâu, vô đây thấy nhìn má không ạ? Đúng rồi. Má bay chủ quán thì phải vô nhìn má bay kêu đồ ăn chứ. Thôi, con không có nói gì má đâu. Nhưng mà con hỏi má nè, giữa chú Hai với chú Ba, trong lòng má nghĩ tới ai nhiều hơn? Giữa anh Hai với anh Ba thì má...
con quỷ này nhiều chuyện thì ai cũng được, mà nói chung là má không có biết nữa, má không biết sao mà chọn ai. Thì mỗi người mỗi vẻ, con thấy đó, chú hai á thì ổng làm ở trên tỉnh, ổng về đây thì ổng nhìn có vẻ hiện đại hơn, văn minh hơn, nhưng mà bù lại chú ba á thì có vẻ chân chất hơn, nông dân hơn, phèn hơn một chút, nhưng mà được cái là thiệt tình hơn, đúng không? Mỗi người đều có cái ưu này, cái khuyết riêng của họ, không có ai mà toàn vẹn được hết á. Con cũng thấy vậy á. Mà con ha, ước gì á hai chú đó mà nhập lại làm một á thì hay biết mấy má. Mày rảnh quá, nhập lại làm một khác nào mày kêu hai anh em sanh đôi hả? Không, ý là mỗi người có nửa này của người này, nửa kia của người kia, hợp lại làm một. À, không ấy, cộng luôn cả hai, mình giữ luôn cả hai. Cộng cả hai, giữ cả hai hả? Cũng thích đó, nhưng mà không ơi, trên đời này làm gì có cái chuyện đó. Má này, má phải nghe con, má biết sao không? Sao? Dạo này con thấy má con đẹp gái lắm nha. Mày con tao mày nói chuyện dư thừa. Mày không đẹp là nhờ giống má, tại vì má lớn thấy má tròn mày thôi. Chứ từ từ mày cũng như má là mày sẽ đẹp theo dài theo thời gian. Này thôi, từ từ con đẹp thôi chứ con không có to ra như má đâu. Đúng, má đẹp, đã từng đẹp, sẽ đẹp và mãi mãi đẹp. Nét đẹp trường tồn. Mà con thấy dạo này má đẹp hơn. Đúng. Tại vì có tình yêu. Gì? Mà con nói má nha, gì? Má phải làm giá lên cho con. Má không có chọn ai hết, má phải để cho hai chú thích má là được rồi. Làm giá để cho hai người cùng thích mình. Đúng. Ý là bà kêu má làm giá để bắt cá hai tay. Em ơi, có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng. Ê, ê, ê. Ủa, chú hai, đi đâu vậy chú hai? Tao phải hỏi mày mới đúng. Mày bắt cá đi ông Năm, đem ra chợ bán hết rồi phải không? Trời ơi, chú biết vậy rồi còn đứng giữa đường la. Sao không la? Tía con nghe được, ông quýnh con chết. Mày biết mày bắt cá ông bao nhiêu lần chưa? Thấy không, tao chưa mé ông. Lần này đó, mày đừng có mong chạy thoát cho tao. Vậy mà nói quân sư, quân sư gì đâu không biết thương quân sư. Hễ cái mét, hễ cái mét. Quân pháp bất dị thắng mày. Tao là trưởng ấp, tao phải giữ an ninh trật tự cái khu vực này. Mày đi ăn trộm cá mặc dù nhà mày, nhưng mà tao vẫn bắt. Con lại chú, nhỏ nhỏ giùm con. Rồi con hứa rồi, lần này lần cuối được chưa? Thì hứa rồi đó nghe. Dạ. Bây giờ tao hỏi mày nè, hôm rồi tao để ý coi đó, mày với cha ba chung làm gì tối ngày cả thục lọ chụm đầu châu mỏ, nói chuyện gì nói tao nghe coi. Dạ. Gì tao chuyện tào lao? Mày nói tào lao là mày nói cái gì? Mày phải nói tao nghe. Dạ. Còn thì... không là tao mát vụ này. Tao mát. Dạ, chuyện tào lao ý là cái chuyện nhỏ, chuyện không có quan trọng. Không, chuyện không quan trọng. Chuyện không quan trọng là chuyện gì? Nói tao nghe coi. Chuyện không quan trọng chú biết làm gì? Tao đi mé không nào. Ê, vậy Hỡi cái mét. Hứa với con nha, con kể chú nghe, chú không được nói như này. Ông ba là con kể nghe chưa? Tao lấy danh dự là trưởng ấp ở cái ấp này, hứa với mày không bao giờ nói lại với cha ba chung. Chú hứa đó. Trời ơi, thiệt hả? Anh ba, ăn gì uống gì nói em làm cho chứ. Từ sớm tới giờ em thấy anh qua đây, cái anh ngồi anh nhe răng anh cười hoài, em không biết anh bị cái gì. Ổn không anh? Ngại. Ngại? Em nghi hôm nay có cái gì lạ lắm nè. Đúng rồi. Đúng không? Lạ. Không biết mắt đằng dưới hay mắt đằng bố, hay là bị ai nhập ai dựa mà sao hôm nay cái thái độ kỳ lắm. Phải anh ba không? Không phải, anh ba nè. Anh ba nè? Ừ. Phải anh ba Chung không? Chung nè. Hôm nay không có giống nha. Giống mà, ngồi không... đi nói chuyện chút thôi. Trời ơi, vô quán không kêu ăn, không kêu uống, không kêu ngồi. Riết em thấy em giống... khách. À, không phải. Em giống đào á, để tiếp khách á. Quán em giờ như hát điếm. Nói nghe nè, hôm nay á, muốn tặng cho Tư á, món quà. Cái gì? Tặng cho em món quà? Sao tự nhiên khơi khơi tặng em quà chi? Em nhớ hôm nay là không phải là lễ nè,
cũng không phải là ngày kỷ niệm, mà cũng không phải sinh nhật em nữa. Trời đất ơi, mấy ngày đó tặng là bình thường, không có chuyện gì mà tặng mới là quan trọng chứ. Không nhận đâu. Sao à? Ngại. Chê đồ tôi hả? Không có. Trời ơi, anh ba tặng làm sao mà chê. Bây giờ anh ba có ngắt cọng cỏ cho em cũng thấy rất là quý nữa. Nhưng mà nói thiệt á, là tự nhiên người ta nói là vô công bất thụ lộc á, mình không có làm gì cho anh ba hết, cái tự nhiên cái nhận cái quà nó ngại lắm. Ý nói là tôi đưa quà cho cô để tôi lợi dụng cô sao? Không có, em nào dám. Thiệt, thề con mặt trời luôn, không có như vậy đâu. Thiệt. Vậy là nhận nha. Nhận hả? Cái này anh ba ép quá thì phải nhận thôi chứ. À, không có gì quý giá đâu. Nó chỉ là kem dưỡng da mà. Nè, của Hàn Quốc đó kìa. Kem dưỡng da chống lão hóa, chống nếp nhăn luôn đó. Trời ơi, mấy cái này mắc lắm á nghe. Ba đặt ở Hàn Quốc xịn đem về cho Tư đó. Ôi là trời, anh ơi là anh. Tư á, mà xài cái này đó, chừng nửa tháng thôi là nó khác liền. Nó khác? Ừ. Khác là khác sao anh? Biết cái cô mà đóng cái vai mà Song Dung Kim không? Song Dung Kim? Làm gì có con nhỏ nào tên kỳ vậy? Ủa không phải. Kim gì? Kim So Jun. Ừ. Đúng không? Ừ. Biết nhỏ đó. Trời, cái da nó đẹp lắm nha anh. Trời ơi, nói là phải nói là cái tuổi là mơn mởn, tuổi xanh, còn trẻ lắm. Sao mà em làm được nhỏ đó? Nói con nhỏ đó mà làm cái gì? Tôi nói má nó. Má nó 60 tuổi rồi đó, mà da đó thẳng hơn nó luôn. Thôi không lẽ bả mặt bởi như mặt phẳng ta. Xài cái này nè, có nửa tháng thôi mà coi bả như là lại mà còn 40 mấy tuổi á. Rồi vậy là cái này là giống như là xóa nếp nhăn, chống lão hóa, rồi giống như là không còn nếp nhăn nữa hả? Trời, cái tuổi của Tư cần lắm luôn. Ủa gì khác nào anh chửi em già ta? Không có. Tôi nói là làm cái này để cho nó trẻ hơn. Người ta 50-60 tuổi rồi, người ta còn xài, còn Tư còn nhỏ mà Tư xài còn đẹp hơn nữa. À, cái kiểu giống như là bây giờ mình chưa có bị nhăn nên mình xài hờ để mai mốt nó nhăn mình không bị nhăn nữa. Đúng rồi. À, giống như là mình phòng ngừa đúng không? Thì vậy thì nói gì nói chứ phụ nữ ai mà không muốn đẹp đúng đó. Không? Em nhận. Nhận là tôi vui rồi. Nhận chứ. Rồi ăn uống gì hôm em vô làm cho, hôm nay em đãi nha. Thôi. Xin phép ba. Dạ. Tư ba về. Dạ ba về. Dạ. Hôm nào rảnh ghé chơi. Từng lễ sau ghé cái thấy mặt em nó căng hơn nha. Dạ. Thưa Tư ba về. Dạ. Con người có học mà. Dạ. Tự nhiên khi khổng khi không. Có quà phát. Tư ơi. Ủa? Anh Hai hen. Khỏe của Tư. Trời, chưa kịp vô tới quầy là thấy anh Hai qua tới. Anh Hai ngồi đi. Ủa? Để em lấy nước ra uống. Uống gì? Cà phê, nước trà hay là nước ngọt? Uống nước dừa nghe, nước mắt quê hương bảo đảm bao ngon bao ngọt. Thôi khỏi ăn uống gì, chủ yếu qua đây gặp cô Tư cho ăn uống gì. Thôi để em ngồi để chơi với anh Hai đi. Ngồi đi tự nhiên. Dạ. Bữa nay thấy mặt vui quá ngàn, hứ ha hứ hởn ngàn. Vui sống vui trời. Có chuyện gì vui nói nghe coi. Mà công nhận á, anh Hai lớn tuổi tinh ý dễ sợ luôn. Nhìn là biết em đang vui luôn. Trời đất ơi, dân từng trái mà. Phụ nữ mà tôi nhìn cái tôi biết vui hay buồn rồi. Trời ghê ta. Nói nào ngay á là hôm nay tự nhiên em có quà. Quà gì? Quà của anh ba Trung anh tặng đó. Hả? Anh mới nè đây nè. Trời ơi, chứ nghĩ sao em có cái vỏ đẹp vậy. Ở trong đây á, là cái kem dưỡng da. Anh nói là sức cái này vô á, là mình sẽ không bị lão quá, phát sinh ra nếp nhăn. Rồi em sẽ giống má của cái con nhỏ gì da chính, cái Kim Jun Ju vậy đó. Kim Jun Ju. Dạ đúng rồi đó. Là 60 tuổi mà da mặt sẽ căng thẳng như vậy nè. Mặt bả như cái mặt phẳng luôn á. Đâu tôi coi coi. Đây nè anh. Đây. Đó anh thấy chưa, À. Đó, nói là cái này là nhập bên nước ngoài, là bên Hàn Quốc về đó. Trời đất ơi, cha ba Chung chả nói đừng có tin chả ngang. Chứ bây giờ ba cái hàng này đó, thấy gì chứ nó cũng không chắc đâu cô Tư ơi. Sao vậy? Có nhầm khi ba cái kem trộn á. Thế bây giờ tôi hay xài kem trộn lắm nha. Ừ, dán nhãn hiệu Hàn Quốc đồ vô đó. Trời, nó nguy hiểm vậy hả anh? Mà chả đem cho tặng cô để chống nét nhăn,
cái đó là chứng tỏ đó là cho nó cô già cô nhăn nhó quá, bởi vì tặng cái kem này sức nữa cho nó đừng nhăn. Ý cho ba chung á. Anh hai nói tự nhiên thấy có lý ta. Ừ. Tự nhiên khi không qua đây làm gì, cái ngồi cười giống như mắt bố vậy đó. Đã cái tự nhiên đem cái hũ kem cho em mà nhấn mạnh là kem này là kem chống lão hóa trị nếp nhăn, khác nào ông chửi em già. Ừ. Ôi trời, chửi xéo mà em không biết luôn á. Trời đất ơi, công nhận phụ nữ mà không có cái tầm nhìn xa trông rộng là dễ bị người ta xúc phạm lắm. Tôi nói với cô đó. Dạ. Hàng này mới là hàng chánh hãng nè, dẹp này xuống đi để nó lây qua cái này để nè, nhìn thấy cái hiểu chưa? Em không biết đọc chữ nước ngoài nhưng mà em thấy con gấu nè. Ừ. Một con gấu, hai con gấu, ba con gấu. Ba con gấu, chánh hãng của Hàn Quốc luôn đó. Cái nè, cái này là tôi đặt từ bển nha. Đặt 6 tháng mới về tới đây đó. Ừ, đi không có chuyến bay mà. Nhưng mà cái đó đâu, cái đó là kem trộn đó. Đây nè, cái kem này đó là chuyên để cho những người phụ nữ còn trẻ. Sức vô đó thì cái da mặt mình nó càng căng ra đó. Chống lão quá, gọi như không có già vậy, sức vô là trẻ. Mà cô biết của trẻ là mà cho nó ai sức? Đó là má của con Kim Jun Ju vậy đó. Trời ơi. Đây nè, cái này là chánh hãng là của tài tử diễn viên Kim Chi. Kim Chi hả? Ừ, Kim Chi á, sức cái này nè. Hay quá, thấy đẹp không? Em đó. Cầm được không? Đó, tặng cô đó. Ủa mà sao em thấy cái này với cái kia nó cũng giống nhau mà ta? Nó giống nhưng mà cái hàng này đó là hàng kem trộn, còn cái hàng này là hàng chánh hãng nè. Ừ. Hay quá. Ủa cái này lắm. Mà em sức lâu dài là ví dụ như cái mặt em như vậy nè, nó căng. Nó căng, nó trẻ ra, đẹp nhất. Nó căng ra nữa. Cô đẹp rồi nhưng mà nó tăng cái độ đẹp lên. Nó tăng độ đẹp lên. Là mỗi ngày mình sức là nó sẽ trẻ quá theo thời gian. Đó. Cho tặng là phải cho hàng xịn chính hãng đàng hoàng chứ cha này chơi kem trộn. Cảm ơn anh hai nhiều nha. Thiệt luôn á. Cái người ta nói là của cho không bằng cách cho. Tự nhiên cho mà nói mình trẻ một cái là mình nhận liền, không có mà ngại tay luôn á. Trời ơi, nói đâm ra anh em làm chung cơ quan là dạ. Không lẽ giờ tôi đi nói xấu chả cho tôi thiền cha đó là tôi sẽ làm bộ cho nổ cho thôi chứ chả mà có biết cái gì bác, cái vụ kem Hàn Quốc thần quơ gì. À, tôi đây nè, có người từng trải nè, từng làm ở trên thị xã nè đó, bò sữa nè, công ty bò sữa nè. Vậy thôi em cảm ơn hai nhiều nha. Cảm ơn món quà rất là quý giá từ lời nói cho tới vật chất ở trong này. Ê, anh hai ăn gì không để em vô em làm cho anh hai ăn. Hôm nay em có bún cá nè, phở bò nè. Thôi khỏi đi. Ờ thôi mới bún cá cũng được. Bún cá nha. Dạ để em vô em làm. Cảm ơn cô hai. Dạ cảm ơn anh hai. Đừng sách chung như coi chừng lộn nha. Dạ mình phải tách nó ra. Của tôi có hàng gấu á. Dạ còn cái này là hàng không có chính hãng. Cái này hàng trộn. Dạ. Này Hàn Quốc này kem trộn. Dạ chờ em xíu nha, em có kem làm ăn liền luôn. Ê Sơm, Sơm. Sao? Ủa? Làm gì vậy? Đi bộ hả? Hú hả? Không có xe đi bộ hả? Tưởng đã ôm chứ. Duyên nợ gặp ngoài hả? Ừ, đâu có duyên nợ với ông đâu. Đi đâu đây? Đi chơi vòng vòng nhé, thị xác thân tình thôi. Thị xác gì? Ông mà thị xác gì? Lết ra quán bà Tư nữa cho thị xác gì? Lết gì? Tao có xe đi lết gì? Tao muốn đi đâu tao đi cho quyền người ta chứ. Lết dưới cùng mòn hết chứ. Tao báo cho ông trước một tin buồn. Không có tin gì buồn hết, báo anh nói đi. Để ông có tư thế chuẩn bị. Sao? Cái gì? Bữa nay đó người ta không có vui đâu. Đừng có ló mặt ra ngoài đó rồi bị chúng chửi à. À. Không vui á là cái mặt ai kìa. Tôi thấy á, cái mặt ai kìa, tới đó là người ta không vui thôi. Ủa cái mặt tôi sao không vui? Trời đất ơi. Trời ơi. Cái mặt tôi đi tới đâu là tôi thấy người ta cũng vui tới đó chứ. Vui, trời ơi. Nói thiệt với ông, con người mà sống kẹo quá đừng nên sống. Nè, tôi mới tặng cho bà đó một cái kem dưỡng da Hàn Quốc xịn. Làm như mình ông có đó. Tôi cũng mới tặng bà một hộp dưỡng da Hàn Quốc đàng hoàng. Ủa sao đụng hàng vậy ta? Trời đất ơi. Cái thằng quỷ này, bữa cái thằng quỷ giao hàng đó, nó giao tôi cái kem, tôi thấy hai cái kem rõ ràng. Tôi nói, ủa, cái xóm, cái ai mua đụng hàng cái xóm này nữa này? Cứ nói, không có nói được. Nhà gần đây nè. Đúng rồi, nó hàng đó nó khôn đó. Thì nó ra là ai kia. Ai kia cũng tặng. Nhưng mà ông là đặt sau. Còn tôi là tôi đặt hàng đó là mấy tháng nay rồi. Ông đặt hồi nào kể ông, nhưng mà tôi đưa trước.
ưa hay không người tới đó rồi biết đó. Cái thái độ của người ta là mình biết liền à. Cái người nào tặng trước đó là được đối xử đàng hoàng. Vậy thôi. Còn cái người nào mà bắt trước mà tặng sau đó thì sẽ bị người ta nói vô mặt. Đó, vậy thôi. Vậy thôi. Vậy đi đặng không? Đi chứ. Vậy là muốn đi tôi không? Tôi chở cho, đi bộ chứ cho cực vậy. Sao? Mà không có lấy tiền đâu ôm nha. Trời ơi, quân tử mà lấy tiền đâu ôm cái gì? Đâu lên đi, ngồi chặt nha. Nè. Đó. Biết rồi, má biết rồi. Má ơi, rác quá à. Đúng rồi, cái bản mặt mày vậy trời đất ơi. Giống như ai đập nguyên cái bàn đinh vô mặt bay vậy đó, tội quá. Tư ơi. Bình tĩnh. Tư ơi, cô Tư. Cô khóc nữa. Bàn ơi, sức kem bữa nay mặt đẹp ghê không? Thấy không, sáng rực bóng lưỡng luôn. Đâu? Trời ơi. Dạ. Trời ơi. Không? Đẹp ghê ha. Sáng rực bóng lưỡng luôn hả? Ừ. Ngồi xuống chơi. Thôi được rồi, tôi đứng được rồi, có chuyện gì hả? Thôi đi. Có lỗi thì đứng chứ mắc gì ai cho ngồi. Lỗi gì? Bậy không, mặt đẹp quá trời ghê không rồi. Đừng có nhìn tới bản mặt tôi. Hả? Mày quay qua cho hai ổng coi mặt mày đi con. Mặt gì coi? Đó. Trời ơi sợ ma quá, đâu mà đừng nhắc ma đó. Đến đi. Con tôi mà ma quỷ gì? Ủa, người nó bị gì, bị chiên cá hay sao mở giăng mặt mày lem bỏng cái gì? Mày chiên cá mày đâu có đến đổi vậy, cái này cái pha cà phê phỏng nước sôi nè. Sao nó giăng vô mặt bởi vì ta giăng hoài, con gái làm cái gì cũng cẩn thận. Làm cái gì mà mặt mày y như phù thủy như người con. Đi nè, coi má xử hai ổng cho con coi nè ha. Anh hai, anh ba. Ừ. Tôi nói cho hai anh biết, con tôi không bao giờ mà chiên cá tới cái mức độ mặt như vậy. Nó đâu phải cái thứ hư thân mất nết. Không lẽ nó nhúng nguyên cái mặt nó vô cái chảo dầu. Mà nó có ăn cái gì chúng không? Ăn cua đinh cần đước đồ không? Không có. Nó sức hai cái hũ kem của hai người đó. Trời ơi. Nên mặt nó thành ra vậy nè. Nói cho hai ổng nghe đi. Con nhớ cái hũ kem này nè. Kem nào có hũ chứ. Tụi bây là tao kem của tao đó. Là kem hai con gấu đó. Mày bị sức. Kem của tôi là hàng xịn đó. Tôi nói ông là kem trộn. Cái đó của ông nè. Mày sức cái hũ nào mà nói đi. Con để sức ba con gấu chứ. Đúng rồi đó. Đó. Xong rồi con sức hai con khỉ. Không biết đâu bây giờ cái mặt con vậy sao con gặp anh Tân à. Trời ơi trời, mày sức một cái thứ nào một thứ thôi, mày sức hai thứ trộn lộn rồi là nó bị phải rồi. Đúng rồi, thường thường người ta sức cái gì là sức một cái đâu, mày sức hai thứ là coi như mày bị tẩu quả nhập ma rồi. Nè, sức gấu với khỉ. Hai thứ trộn lại sức vô mặt là thành quỷ. Thôi đi. Hai ông còn già mồm lẻo khẩu đây nữa hả? Tại hai ông đưa hai cái hũ kem dởm cho tôi nè. Ông nói gì hả? Cái kem ba con gấu này là ông mua ở bên Hàn Quốc hả? Hàn Quốc. Còn ông sao? Hai con khỉ là ông mua cũng bên Hàn Quốc hả? Đặt hàng. Ông đặt ở trên mạng xã hội thì có. Cái số điện thoại của hai ông đặt tôi còn biết cái shop nó nằm ở đâu nữa kìa. Shop đó nó chỉ bán online thôi. Nó không có một cái cửa hiệu hay là một cái nhà, một cái cửa hàng nào hết á. Nó bán hàng trôi nổi, kém chất lượng. Đó thành thử ra mặt con tôi vậy nè. Bây giờ không có nói nhiều nữa. Hai ông phải là người chịu trách nhiệm đưa nó đi khám. Mặt này mà sửa là tốn tiền lắm. Ngồi vậy rồi sao? Má ơi, con rác quá giờ sao mà. Bây giờ mày la làng lên cho nguyên gấp thì biết hai ổng làm mày ra không nông nổi vậy nè. Bài để chú đi mua cọt tiên giống sức con, cọt tiên giống sức được. Đó, đưa con tôi đi khám đàng hoàng. Đưa đi khám đàng hoàng đi ông ơi, đi. Đưa đi khám. Trời ơi, má ơi. Nó nặng quá, ăn vừa nặng quá. Mẹ, ai cha già, con tôi mà có gì là liệu hồn, chết với tôi kia chứ. Trời ơi, ngồi xuống mà coi. Có ai làm chồng như tôi không? Lúc nào cũng phải đội vạ lên đầu. Trời ơi. Trời ơi, đứng đây than. Đi ra đây cho tôi. Ủa? Đi ra đây. Anh ghen quá ha. Tôi dặn sao? Hả? Tôi dặn ở nhà úp mặt vô trong tường, tự kiểm điểm bản thân về cái tội ăn nhậu của mình. Rồi tự nhiên đi ra đây rồi còn đứng khóc nữa. Giờ sao? Bây giờ anh là muốn cho nguyên cái xóm này nó biết là hả, tôi là vũ phụ phải không? Cái gì? Vũ phụ là cái gì? Vũ phụ á là tôi đánh ông á. Nhưng mà em ơi, vợ ơi, anh úp mặt ở trong nhà nó ngột ngạt lắm. Hôm nay cho anh đi ra ngoài đây úp mặt vào cây dừa cho nó thoáng. Bây giờ thích ra đây úp cho nó thoáng đúng không? Ừ. Rồi, bây giờ úp ở đâu cũng được. Muốn úp ở đâu cũng được, tôi chịu hết. Cầm. Ủa, đi ăn xin hả vợ?
ai lại đối xử với chồng mình như vậy. Cái gì đây? Thì đậu đen với lại đậu đỏ. Giỏi. À, ý là trưa nay vợ ăn đậu đen, còn tối nay vợ ăn chè đậu đỏ đúng không? Để chồng nấu cho. Rất giỏi luôn. Ủa sao tự nhiên lại trộn? Ai bà trời, sao tự nhiên trộn hai đậu đen đậu đỏ làm cái gì? Đừng có nói là vợ bắt anh làm lọ lem nha. Ngồi đây lựa đậu nha. Coi vậy mà cũng thông minh. Ngày xưa chồng tôi chắc cũng có đi học. Bây giờ nghe lời tôi dặn nè, đứng vô đó, úp mặt vô trong cây dừa, lựa đậu ra cho tôi. Không. Hộp nào ra hộp đó, nhớ chưa? Lượn một hộp nào coi chừng với tôi. Nhưng mà úp mặt vào cây dừa thì làm sao lựa được đậu? Như vậy mới là phải lựa đó, để cho ông khỏi phải đi nhậu. Có nghe không? À, dạ có. Úp tăng cho tường. Dạ. Vô cây dừa. Lựa cho tôi đó, hộp nào mà lẫn lộn là ông chết với tôi nghe chưa? Biết rồi. Tại sao lại có chuyện này xảy ra chứ? Vì sao lại khóc? Không lẽ mình hóa lọ lem nhanh vậy sao? Mà trong chuyện ông Bụt, sao đây lại có giọng bà Bụt nhỉ? Trời ơi, bị vợ đánh riết quen rồi đầu óc bị lú lẫn không? Giọng của người quen mà cũng nhận không ra nữa. Ủa, Đào hả? Đào chứ ai? Mới về hả? Về cái gì mà về? Đào hả, là chứng kiến hết cái cảnh mà Khoa bị vợ hả đánh rồi la lối âm sầm sao rồi? Thì cái chuyện đấy là bao năm nay rồi mà. Đào nói bao năm nay cái thôi. Gì? Cũng tại anh hết á. Ai biểu anh ăn nhậu rồi hả? Bả như vậy là đúng rồi. Trời ơi, Đào phải hiểu không? Trong hoàn cảnh mới biết được, không ăn nhậu cũng đánh, ăn nhậu cũng đánh. Thì thà như mình ăn nhậu đi, thì còn đánh nó còn đỡ hơn. Ủa vậy luôn đó hả? Ừ. Trời ơi, sao người ta hồng nhan bạc phận, còn ông á nha, ông xấu nhất quả đất luôn, vậy mà cũng bạc phận nữa à? Ủa tới đây ăn ủi hay chửi hả? Ủa xấu không được hồng nhan hả? Không được bạc phận hả? Biết rồi thì thôi, bây giờ bỏ qua hết mấy cái đó đi. Bây giờ phải thay đổi đi. Thay đổi. Trời ơi, bỏ tay ra. Cái gì? Đào mà nắm tay Khoa là Khoa chết luôn đi. Sao vậy? Trời ơi, vợ mà nhìn thấy là không còn đường sống đâu. Thôi ở đây lựa đậu đi. Thôi không có lựa hết, bỏ hết. Không được, bỏ làm sao được. Sao vậy? Bây giờ phải lựa đậu đen ra đậu đen, đậu đỏ ra đậu đỏ thì mới có đường sống. Chi vậy? Trời ơi trời, nghĩ sao vậy trời? Trời, lựa này làm chi? Chứ không lựa là thật sự là vợ treo cổ luôn á. Bây giờ mình ra chợ, mình mua hai bịch, mỗi bịch đậu đen, bịch đậu đỏ là xong rồi. Ô thế mà không nghĩ ra nhỉ? Đúng là người ngoài cuộc, lúc nào cũng sáng suốt. Chứ làm sao? Mà em nói thiệt á, vợ anh như vậy với anh á, tại vì anh không kiếm ra tiền. Bây giờ anh phải kiếm ra tiền, anh phải giao. Mà muốn giàu em sẽ chỉ cho anh. Đi. Thế Đào giúp anh nha. Giúp, đi. Đi. Thằng Quỷ này nó đi với con Đào, con của bà Sáu. Ôi sao tự nhiên hai đứa nắm tay nhau vậy? Là không lẽ là cái này là tiền chẵn nè, còn bên đây là tiền lẻ nè, ghi rõ ràng vậy mới được. Bây giờ bắt đầu đếm nè. Ủa cái gì kỳ vậy? Sao đếm tới đếm lui mất hết triệu mấy? Trời ơi, cái gì kỳ cục vậy? 1 triệu mấy chứ phải ít đâu trời. À nhớ rồi, trời ơi, trả tiền xe cho cái thằng quỷ chạy xe tải nhỏ. Má, cái gì? Má bớt tưởng tượng đi, đâu ra mà mấy triệu. Rồi má làm một hồi cái má tưởng là con lấy 1 triệu của má đi à. Sao vậy? Nữa hả má? Trời ơi. Bay nghĩ sao vậy? Má có mình bay là con à. Bây giờ má làm được bao nhiêu thì sau này cũng của bay hết. Làm gì má nghi ngờ bay được. Thôi trời ơi má ơi, con đã nói với má rồi, má nghỉ ngơi đi, má dưỡng già đi, rồi con làm nhiêu tiền con lo cho má. Rồi mấy cái này má tính cách làm sao đi, thanh lý đi, buôn bán có được đâu mà bán hoài. Trời ơi má, trời ơi má muốn lật ghế luôn á. Con
nghĩ sao vậy? Nhiều đây hàng hả? Cái này là hàng cũ. Còn ba cái đồ mới là má chất ở trong kho kia kìa. Đã vậy xe nó đang chở qua mấy xe nữa đó. Bây ngộ à, tao buôn bán mà mấy cái đồ dở quán tao hoài rồi, tao lấy cái gì tao sống? Thôi má đừng có vậy nữa, để con nói cho má nghe nè. Bộ con nói gì sai hả? Má nhìn coi, ngày hôm kia không bán được, ngày hôm qua không có ai mua, ngày hôm nay cũng không có ai hết, ngày mai chắc chắn ế luôn. Trời thôi ơi. Mà tại sao tôi lại đẻ ra một đứa con vô nghì bất hiếu như vậy? Ôi ơi, bây chù má, bây chù má là bán không được từ ngày này qua ngày nọ. Nè he, nè he, bây nhớ kỹ đi. Hôm qua có cha con, cha Tư qua đây mua thiếu má mấy xì gụ, rồi còn thêm mấy gói mì gói nữa. Bây nói sao vậy? Có khách. Có khách nhưng mà ít. Lẽ tính từng người, từng người, từng người. Khang nói má rồi. Trời. Má, bình tĩnh nghe con nói nè. Trước bây. Con thích lên thành phố ở lắm. Má, má dẹp hết mấy này đi, má lên thành phố ở với con. Trời ơi. Trời ơi, mày đi vô. Mày ngồi đây một hồi, tao thiếu oxy tao chết. Trời, cái thứ con gì mà vô nghi bất hiếu. Giờ giờ con đi vô, con đi vô. Trời ơi, vợ quán tôi hoài. Trời ơi, tôi mệt với cái con gái này dễ sợ luôn vậy đó. Con cái gì mà kỳ cục. Mày đi khuất ở trong luôn đi nha. Mày còn đứng đó, tao thấy cái đầu mà tao chặt đầu mày đó. Con chào cô. Đem cái cục gạch này đi chỗ khác giùm cái đi nha. Trời ơi, cái này mà cục gạch cô. Thì tôi không cần biết, cái này là cái tấm thớt đúng không? Chặt thịt được đúng không? Cái này điện thoại iPhone cô à, con mới mua nãy đấy. Cô không cần biết, bay làm gì có tiền mua. Mà ngày hôm nay nói thẳng luôn, không bán thiếu. Con ngồi xuống được chứ? Quán có ghế thì ngồi. Khoan đã. Có tiền mới nói chuyện với cô được nghe con. Ủa cô Sáu, trước giờ lúc nào trong người con mà không có tiền? Không có tiền thiệt. Mày mua thiếu cô hoài luôn. Hôm nay con tới đây ấy là không phải để mua hàng. Chứ mình tới làm gì sao? Mua quán luôn. Mua quán? Mời con ngồi. Mày mua quán? Dạ. Tiền không phải là mít con à? Không phải muốn mua là được. Mày có bị sản không? Con nói cho cô biết, khoa bây giờ không phải là khoa của ngày xưa nữa đâu cô à. Vậy chứ khoa làm sao hả? Mày đã mua hết nguyên cái quán của cô. Đúng như vậy. Xin lỗi bây à, bây nhìn ở đây nè, chỉ là hàng tượng trưng thôi. Ở trong kho còn một đống, mấy xe đang chở qua. Tính tới tính lui à, để coi vị chi cũng ngót nghét 100 triệu á. Ngót nghét 100 triệu thôi á hả? Là 99.9 đó. 99.9 thôi hả? Ừ, có tiền không? Vậy là bây giờ con cứ cho 100 triệu đi. Ghê vậy. Cô Sáu đếm đi. Ê, con nghĩ không có thiếu đâu. Phải kiểm tra chứ. Trời ơi, màu xanh không vậy? Ngon vậy trời. Con đã nói rồi, bây giờ khoa hôm nay không còn là khoa ngày xưa nữa. Bây giờ trong người con lúc nào mà có dưới 100 triệu là con thấy khó chịu lắm. Vậy bây giờ bây đưa cho cô 100 triệu là bây có dưới 100 triệu rồi. Không, bây giờ con đưa 100 triệu rồi, rồi cô gom hết đồ đạc và tất cả cái tạp hóa này lại rồi trở qua nhà con. Bây giờ con lại về con lấy 100 triệu con để vào người con chứ thiếu 100 triệu nó trống trải lắm. Vậy là con đưa hết 100 triệu này cho cô luôn. Ừ, rồi cô gom hết tất cả đồ đạc rồi xe tải xe gì đấy trở hết tại đây, đóng gói cẩn thận vào, trở hết qua nhà con, tiền bao nhiêu con gửi nha. Cảm ơn con, nhiêu đây đồ của cô là chưa tới 100 triệu. Nó tầm 80 mấy triệu à. 80 triệu thôi con. Đúng biết rồi. Mà. Ừ, rồi cộng luôn ba cái tiền nợ hôm bữa con thiếu cô gần 2 triệu. Ơ trời hay vậy ta. Con bo 20 triệu luôn. Trời đất ơi vậy hả con. Cô cảm ơn con nha. À, cái này à, cô miễn phí xe cho con luôn được không? Không, con trả tiền đàng hoàng. Hơn bao nhiêu cứ lên con gửi 10 triệu tiền xe nha. Bây giờ gom tất cả mọi thứ chở tới nhà con được không? Được, nhưng mà nhiều vậy con ăn có hết không? Để ăn từ từ. Không ăn hết bỏ. Má, má sao vậy má? Má mệt quá con ơi. Sao vậy má? Má ngồi đi má. Đỡ má đi. Sao vậy má? Sao vậy? Má không có buồn gì hết. Má vui. Vui vui mà cũng bị vậy nữa hả? Vui cũng thở, buồn cũng thở. Trời ơi má ơi, bình tĩnh đi má. Má bán hết được hàng rồi. Má bán hàng hết được rồi. Giờ hai má con lên thành phố ở hả má? Đúng rồi, mình phải lên thành phố, má sẽ nghe lời con. Dạ. Nhưng trước tiên má sẽ điện thoại cho thằng Bảy xây dựng. Ủa chi vậy má? Để nó xây cái nhà này lên 3 tầng cho má. Ủa để làm gì? Để má mở siêu thị.
Con để làm gì? Để bán đồ. Mày nghĩ đi, có một mình thằng Khoa mà nó dám mua hết mớ đồ này của má 100 triệu, thì nghĩ đi, nguyên cái xã này có biết bao nhiêu người sẽ mua của má. Ôi, má sẽ xây cái nhà này lên 3 tấm để má làm siêu thị. Hả? Siêu thị? Cho nó ngon mà nó ngọt mà nó thanh gì đâu luôn, béo nữa chứ. Nó ăn cái này là nó mát. Ủa, mà không nha, cái thằng cha này tự nhiên nguyên một tuần nó cho mình ăn chè hoài. À, hay là nó muốn mình bị tiểu đường, rồi cái mình chết sớm, rồi cái nó đi lấy vợ khác. Nó ơi, không được. Mày nghĩ sao vậy ta? Tự nhiên tiền ở đâu ra mà nó mua cái gì mà 80kg đậu đỏ, 100kg đậu đen. Bình thường nó còn phải xin tiền mình uống rượu, mà bây giờ tiền đâu mà nó mua ta, kỳ ta. Không được rồi. Ý cha, dạo này nha. Đi. Từ từ, chú làm gì vậy? Gì? Chú rảnh thì chú rảnh vừa vừa thôi chứ. Chú đi qua đây rồi chú rủ rê chồng con đi nhậu nữa đúng không? À, trời, con này mắc cười. Con nói cho chú nghe. Sao? Bây giờ đó chú không có rủ chồng con đi nhậu được đâu. Sao vậy? Tự nhiên dạo này á chú, nó bỏ nhậu luôn nha. Tự nhiên nó đi từ sáng tới tối nó không có về luôn á chú. Sao chú cười? Bởi vậy hôm nay tao mới qua đây tao cầm chai rượu quá, để mà tao tự uống, chứ mày đâu uống đâu, đúng không? Con chứ nói... đừng có nói mà tao qua đây tao kiếm thằng chồng mày, mày nói vậy tao tự ái rồi tao bỏ về liền à? Tao về liền mà tao về một cái là thằng chồng kể như là mày không kiếm được luôn, mày tin không? Ủa chú về. Mắc cười quá. À. Tự nhiên cái chú qua chú kiếm ổng cái không có, cái chú kêu đi về đi mất chồng. Con nói chú nghe nè, chồng con á đâu có dễ mất như vậy. Trời ơi, nó sợ có một danh, con ho một tiếng thôi là nó sống tới đây liền, chú tin không? Chú tin không? Đúng rồi, thằng chồng mày nó sợ mày chứ tao đâu có sợ mày. Thấy không? Tao giàu gì mày kêu tao cũng bằng chú mà, thấy không? Tao đâu sợ gì. Nè, tao nói cho mày nghe, tao nè, tao thương vợ chồng mày, tao mới qua đây. Tao qua tận đây tao báo cho mày biết. Thì chú báo đi. Mày mất chồng rồi con, khỏi kiếm. Cái gì? Mày mất chồng rồi, khỏi kiếm. Thôi mệt chú à, bớt giỡn đi. Sao? Trời ơi, chồng con mà, chồng của con. Ông đâu phải muốn mất là mất đâu. Trời ơi, mắc cười chú ăn chè. Thôi tao không thích ăn ba đồ đó con ơi. Tiểu đường thấy mẹ luôn. Đây, trời ơi. Đây tao uống này vô xong tao can đảm tao nói cho mày nghe. Thôi làm gì thế ghê trời. Dạ xong chưa? Con ơi con. Cái gì vậy chú? Tao là người đã phát hiện ra nó đã ngoại tình. Nó đã ngoại tình với cái con đã tên Đào á. Nó ngoại tình ở ngay dưới góc dừa cái đường làng mình luôn. Chú nói cái gì? Chú nói cái gì? Tao nói thằng chồng mày nó ngoại tình với con Đào ở ngay dưới góc dừa, con của bà Sáu, mày nghe rõ chưa? Con điếc. Trời ơi trời, sao cái thằng này nó gan quá vậy ta? Gan gì? Trời ơi, mày dám qua mặt tao. Ủa mày nói ai vậy? Con nói thằng chồng con. Ờ, tao tưởng là mày nói tao chứ tao phan cái ly vô mặt mày giờ. Nè, mày đừng cứ nghĩ là mày ý là thằng chồng mày nó sợ mày, nó không dám làm gì. Con trai mà, trời đất ơi, tao nói mày, nếu như mà mày mà ép nó quá, mà mày kể như mày giống như là mày lấn lướt nó quá là tới một ngày nào đó nó cũng sẽ bung ra thôi, mà nó bung ra mà trai mà. Hãy nó thấy mà gái ở đâu mà về lạ mà dễ thương mà đẹp đẹp là bắt buộc là nó phải hốt để cho biết được thôi. Ghê luôn á nha. Mày làm gì mày? Bởi vậy con nghi rồi. Nghi gì? Con nghi rồi, tự nhiên dạo gần đây nha, từ cái lúc mà cái con đó nó từ thành phố nó về nha. Làng chồng con nó đi biền biệt, đi từ sáng tới tối đi không thấy mặt nó luôn. Rồi á, tự nhiên nó bỏ nhậu luôn chú. Ghê không? Mày làm gì? Không nha, tao nhậu thôi chứ tao không ăn gì đâu, mày đừng tìm. Gà đâu dưới đó mày tìm cái gì? Không. Con tìm con dao phay. Chi vậy? Con ra con chặt cái gốc dừa, con chặt nát cái gốc dừa luôn. Mày chặt đó. Cái gì? Mày chặt gì? Con chặt cái gốc dừa. Mày ăn gì mày khôn quá vậy con? Sao người nó mày không chặt tự nhiên mày chặt gốc dừa chi vậy? Tự nhiên cái chết cái dừa của người ta con. Chú mới là ngu á. Trời ơi, mất dạy mày. Dạ không có. Ý con á là bây giờ nếu mà con
chặt tụi nó ra thì con đâu có còn bằng chứng gì nữa đâu, đúng không? Con á là phải ba mặt một lời đó. Bởi vậy cho nên con phải chặt nát cái gốc dừa đó. Chú thấy con thông minh không? Tính ra nghe mày hung dữ nghe, tay bằng miệng, miệng bằng tay, nhưng mà mày được cái mày vẫn còn suy nghĩ thông minh đó. Nóng giận quá mất khôn con ơi. Dạ. Bây giờ đã như vậy rồi á, mày can đảm chưa? Mày đủ can đảm chưa? Con đủ can đảm rồi chú. Không, mày bây giờ phải uống cho chú một miếng. Mày uống vô một miếng tự với lòng mày can đảm. Đang mới can đảm khoảng chừng 15% thôi. Mày uống thêm một ly này nữa, nó vô tới 1005%. Vậy đúng không? Đúng rồi. Bây giờ chú một ly. Đây. Chú uống rót ly nha. Chú rót ly của chú đi. Rồi. Rồi, đưa cho con cái chai. Hả? Rồi, vô. Vô luôn hả? Vô. Chúc mày thành công. Vô. Đi lại đi. Ai? Được rồi. Trời ơi. Rượu tao mua mà, mày uống vừa thôi. Đi, lẹ. Quái lạ, hẹn là 8 giờ lâu thế hả? Anh Khoa. Ủa đâu? Trời ơi, kế hoạch hỏng hết rồi. Trời ơi, bây giờ em không biết làm sao đó, giờ sao giờ? Đào bình tĩnh đi, Khoa biết chuyện đấy rồi. Chính vì vậy mới hẹn Đào ra đây để tính nè. Trời ơi, em gấp lắm rồi, giờ không biết làm sao hết trơn á. Có Khoa ở đây, mọi chuyện phải bình tĩnh, Khoa sẽ lo cho hết, Khoa sẽ tính cho hết, được bình chưa? Bình tĩnh không? Ừ. Đó, thấy chưa? Mắc rồi! Đấy, hết không? Thấy chưa? Hết rồi! Gian phu, dân phụ! Cái gì vậy? Đi ra, mày đi ra. Ủa, cái gì? Ủa? Mày? Trời ơi, gan quá! Ha, dám mèo mã gà đồng. Dám mèo mã gà đồng. Gì? Mèo mã gà đồng hồi nào? Là ngoại tình. Là ngoại tình á. Ngoại tình là ngoại tình thế nào? Em bình tĩnh nha. Anh không có làm gì hết, anh có ngoại tình gì đâu. Như vậy mà anh kêu tôi bình tĩnh hả? Chú, bây giờ sao? Mày cứ để đó tao nói chuyện. Thứ nhất là mày hẹn với con nhỏ này giờ này để ra đây làm gì hả? Ở đây nhiều cái bụi. Trời ơi. Đúng vậy? Rồi. Chuyện riêng đó kìa chú nhất. Ơi. Nhưng mà chuyện chung là tụi bay đã hẹn tao ra luôn rồi. À, cho nên là cái đây là ngoại tình. À, tao mày thấy không? Nè, tao nói có đúng không? Đúng. Tao vì thương mày, tao vì thương thằng chồng mày, tao báo cho mày biết để chi. Mày ra đây mà chứng kiến được một cái cảnh. Ôi trời ơi, tao thèm không phải, tao không thích chút nào chân á. Mày cứ nhìn đi. Bây giờ sao chú? Bây giờ nè. Cái gì? Chú là bạn nhậu của con mà sao chú lại có thể nói ra những lời như thế? Tao là bạn nhậu của mày. Chính vì tao thương mày cho nên tao phải bảo vệ hạnh phúc gia đình của mày. Tao mới dẫn con vợ mày ra đây để cho con vợ mày nó xử, chứ tao đâu biết xử được gì, đúng không? Mà thôi đi, chú đừng nói nữa. Mày để tao xử. Trời ơi, mày nói ai mày? Trời ơi, ý con Liễu. Chú để con xử hai đứa này. Đúng rồi. Ê, Đào ơi, Đào lên giải thích đi chứ vợ anh nó làm thật đấy. Anh lùi ra. Cái gì vậy mày cầm gì vậy? Trời ơi, mày cầm này làm gì được gì? Trời ơi, để xíu tao mượn cái dao cho mày. Không. Thôi mày nói chuyện bằng miệng đi, đừng. Bây giờ làm sao? Hả? Bà làm cái gì mà bà sồn sồn lên, từ từ bà nghe người ta nói chứ. Ủa, thói ghen tuông à. Tự nhiên hẹn chồng người ta nửa đêm nửa hôm, rồi bây giờ kêu người ta ghen tuông, rồi kêu người ta sồn sồn lên hả? Trời ơi, có việc riêng. Việc riêng là việc gì? Chồng tôi mà việc riêng là việc gì? Bà nói không? Đào ơi, nhờ anh giúp. Đúng rồi, nhờ giúp một chuyện thôi. Thì đúng rồi, nhờ giúp thì có nghĩa là, đây, mày. Tao nghe thông tin về mày rồi. Mày ở với vợ mày mấy năm nay không có con. Cho nên bây giờ mày thấy bé này ok được hơn, không? Mày thấy bé này xinh hơn. Nói chung là cũng được đi. Là xinh hơn. Cho nên là mày muốn giống như mày tìm cái chỗ nào đẻ cho mày đứa con. Rồi sau đó mày thấy đứa con cái mày thích quá, mày nói mày chia tay với vợ mày. Rồi để mày ở với con nhỏ này. Đủ rồi chú. Trời ơi, nãy giờ chú suy diễn quá trời luôn á. Đâu có thật vậy mà. Thật cái gì mà thật? Nếu không thật thì sao gọi là giúp? Tôi nói bà nha, bà bớt sồn sồn ra, bà chưa gì bà hung dữ. Cái chuyện gì mình phải tìm hiểu, mình phải từ từ. Vấn đề nó không phải như vậy. Thì giải thích đi. Nói giùm em đi. Thôi được rồi, để anh nói. Trời ơi, kêu em lên giải thích đi, cuối cùng đổ dầu vào lửa. Còn anh với em nữa kìa chú kìa. Đúng rồi, tụi nó yêu nhau thì nó nói anh với em chứ. Trời ơi, mọi người thôi đi được không? Rồi tao đang thôi nè, mày nói đi. Để cho con nói chứ. Chứ bây giờ mày không nói thì tao nói đó. Chuyện là như thế này nè. Mày nói đi. Đào, đưa tiền cho con. Đúng rồi, đúng rồi. Con nuôi trai, con nuôi trai. Từ từ. Nuôi trai hồi nào? Thì bây giờ mày nói đi. Tại sao đưa tiền cho con? Tại sao là nó nuôi mày? Đúng. Chưa, không phải. Trời ơi, tao mệt quá. Thì đưa tiền cho con để lên thành phố. Đó, trời ơi, muốn đi thành phố được. Mày mê trai con ơi, mày mê trai. Mày dụ nó lên thành phố để làm gì? Mày bán nó vô lầu hả? Vô lầu sắt. Không, tao đang suy nghĩ vào cái chuyện khác. Đó, hai người có suy diễn không à? Lên thành phố là con muốn con với mẹ con lên thành phố, chứ không phải con muốn đưa anh Khoa lên thành phố. Ủa nhưng mà vậy là rút cuộc là mày với mẹ mày lên thành phố rồi tự nhiên mày đưa tiền cho thằng Khoa làm gì?
mẹ được. Con không có chịu. Đấy, đưa cho con tiền để mua tất cả hàng ở trong quán tạp hóa của cô Sáu à. Để cô Sáu không còn một cái gì để bán nữa. Lúc đó mới quyết định lên thành phố cùng với Đào. Nhưng mà sau khi con mua xong, cô Sáu không lên. Cô Sáu rồi mở siêu thị luôn. Đó. Rồi ờ, vậy rốt cuộc là Mày làm tao rối quá. Rốt cuộc là có nghĩa là bây giờ mày, con nhỏ này đưa tiền cho mày. Dạ. Rồi là nhờ mày mua hết đồ của bà Sáu. Đúng rồi. Nên bà Sáu, bà không còn cái đồ gì mà bán nữa, với mục đích là lên thành phố sống. Rồi rốt cuộc là mẹ mày không chịu đi. Đúng. Rồi bây giờ tụi bay đang hẹn nhau ra đây làm gì nữa? Để giải quyết vấn đề đó đó. Ý là bàn tính thế nào để phương án tiếp theo ấy. Đây đây đây, bây giờ nếu mà thật sự như vậy là tụi bay đang giúp nhau đúng không? Đúng giúp rồi. Nhau. Vậy thì tại sao tụi bay không bàn với con vợ mày? Đó. Tại sao không bàn với tôi? Trời ơi, chú ơi, tính vợ con như thế kia thì bàn làm sao được? Chưa nói tới nửa câu là vợ con nó ra nói thẳng với đây cô Sáu rồi. Cũng do cái bản mặt mày. Cũng do cái bản mặt mày. Thấy không? Nếu mà giờ người ta mà nói với mày chắc mày gì mà chịu không? Cái chuyện này cũng do cái bản mặt chú. Hả? Ủa, tự nhiên chú đi chú nhiều chuyện, chú mét em chứ em đâu có biết chú mét con đúng không? Thôi bây giờ mệt quá, để đi giải quyết. Đầu tiên lỗi cũng là do tụi bay. Thứ nhất, nếu đã là bạn bè nhau muốn bàn tính công chuyện gì này nọ đó thì cũng phải bàn với gia đình lại một cái. Còn mày á, mày cũng bớt lại cái tánh mày đi. Mày ăn hiếp chồng mày riết cũng không được đâu. Nghe không? Không giữ riết là quen. Còn chú nữa. Thì đúng rồi, tao có lỗi. Tao vô tình tao nhìn thấy. Lúc đó tao cũng nhậu vô 5-3 hộp rồi tao nhìn thấy tụi bay đi rồi tao tưởng tượng như là tụi bay đang sánh vai nhau rồi tụi bay đang cặp kè nhau, tụi bay đang ngoại tình cho nên đó suy diễn chú cũng là à. Cái tật suy diễn. Rồi mới nắm tay thôi mà nấy nói có con luôn. Tao tưởng tượng vậy. Tao tưởng tượng thôi, tao xin lỗi tụi bay. Rồi rốt cuộc là bây giờ tụi bay muốn đưa má tụi bay lên trển hả? Dạ. Không có dễ đâu con. Sao vậy chú? Người lớn tuổi là người ta coi ở đây là cái chỗ mà giống như thờ ông bà tổ tiên rồi. Mày muốn lên trên đó mày làm ăn cỡ nào cũng được. Nhưng mà rồi mày về mày thăm má mày đi. Chứ mày đòi mày đưa bà già lên đó làm sao mà bà chịu? Bởi vì sao? Ở đây là vùng đất của tình cảm mà. Đúng rồi ha. Mà hả? Cái này là con nói thiệt nha. Chú có biết tại sao mà má con không chịu lên thành phố không? Sao? Tại vì má con muốn ở gần chú. À, muốn ở gần tao hả? Sao tình cảm dữ vậy ta?